Hello everyone, so welcome to our new lessons for today. Today we go on to lesson 7, part C. We learn about the food again today. So our title is What have you got for lunch today? What have you got for lunch today? Ta nè, mình vậy nhầm. What have you got? Ta nè, mình vậy nhầm sầm rập. Thay to. Thay đi. Về bà. Chứ what have you got? Nhưng xưa thà nè, mình ấy. Nó hỏi như bà. Nè, mình vậy. Bà. Lấy xưa dương, nó khí như sai nhầm món bà. Tại vì xe chỗ ở đó nè. Bà. Chứ ngờ như vậy xưa này cái. Nó, bà. For breakfast, I usually have. Bà. Thì bừng chỉ cần tư tới là chí tụ thần sẽ gặp hạ về rất dưỡng xong khóa hôm nay là ta dưỡng chỉ thô mà đá dưỡng nhầm ấy như mình này nhầm dưỡng mà dưỡng xây cho mất và ok chẳng là for breakfast I usually have sẽ gặp hạ về rất mà chỉ thô mà đá nhóm và mình này nha bà mình này for me for breakfast I usually haveEggs, okay, eggs. We can say boiled eggs with porridge. Nhâm bò xo và tía, tía ngáo đó. Okay, rất là dùng. For lunch, I usually have what? Và sau đó là hai trong chỉ thòm đó nhóm gì đấy. I usually have rice with the soup.Và mình bài và chúng mới sống và thật sống được gọi thật sống lòi thế. Okay, for dinner I usually have fried fish. Và cứ hà về nghĩ nhóm chỉ thỏm đó nhóm mình trầy chiên hay là fried fish trầy chiên. Ok, chân 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 xe chỗ này thế ngọt nhé bạnSay cho biểu này. Yêu mình này. Ok, lỡ như say hi, yêu ngon yêu một mơ lại đi. Ok, ba. So you will read and then you will listen, ok? Yeah, this is about some people. Yeah. They talk about the food. Yeah. So you will listen to them and you will match the picture, match each people to the food here. Ok?There are four people and there are four set of food here. So you will match. Yeah, please try to do it. Which food set do you like? Okay, muốn ăn lại xuống dưới dần. Giờ mơ muốn nè. Là food set. Và cứ hộp nè. Và cứ một hộp tiền ngõ nè. Mình muốn set á. Và okay.Bốn bụng hộp nè ta dân chỗ trận mùi ná và mơ ớt tới ê đò đi nhé và ê mình này khá và bí mình này khá xí đi mình này khá và phụt xét nè mình là cứ bụng hộp nè cứ bụng hộp mà xét nè ngư ai mình bị bầy mộng trộm đi ấy dân tử nè và chẳng bị là phụt mắt nè cứ ai mình bị bầy mộng trộm đi ấy nè cứ phụt xét nè ok you seeCan you tell me now where in picture A, what can you see? Yeah, see what the noodle, right? And what in the orange juice as well. And in B, you can see what? Rice, okay? And you see the fish. And what about C? What can you see? Okay, see banana, the mangoes, and maybe water. See the water in the glass, okay? And those are what?In the plate, I cannot see clearly. I don't know what it is. And in D, you can see the chicken, right? The chicken and the orange and the tea as well. Okay. So now let's go to here. Yes. Hello, mình học đi. Bà, mời ăn món gì nhé? Okay.
ta lắp án và xa án và xa bọn án tính thế và xa bọn án rồi hãy và giữ nâng sẽ đạp là ngày gì chẳng lại về tí đến ta hôm nay dễ thấy sẽ đạp tạm khỏi và này ok ta lên sẽ đạp đấy và tip script 3.7.5. I don't know what to eat. I'm so hungry. Would you like some rice? Yes, please. I'd like some rice and some fish. Yummy. Do you drink milk? Yes, but not for lunch. I only drink tea for lunch. Would you like some fruit? Yes, I love apples. Can I have some apples, please? I'm so hungry. I don't know what to eat. Okay. Do you like fruit and vegetables? Yes, I like them a lot. I don't eat meat, I don't eat chicken, and I don't eat pork. Do you drink coffee? No, I don't. I only drink water. I drink lots of water and milk. Would you like some fruit for lunch? Yes, please. I like some mangoes. I'm hungry. What can I have for lunch today? Do you like fruit and vegetables? No, not really, but I like meat. I like chicken a lot. Do you drink tea? Yes, I do. I drink tea every day at home. Do you like apples? No, but I like oranges. I'm hungry. What's for lunch today? Do you like noodles? Yes, I love noodles with vegetables and meat. It's my favorite. Okay, do you drink tea? Yes, sometimes, but I don't drink tea at lunch. I like orange juice for lunch. Would you like some sweets? Some sweets for lunch? No way. Dân xa thôi đấy và shop đấy và khu shop đấy. Về khu shop hái vô một vô chậm lại thì mỗi nhóm đang ở gì á? Và khi mọi người lại đi thứ nhóm đang ở một đồng mùi chậm đón. Còn về nhóm ăn hay bọc rái và ăn hay bọc rái ở dưỡng và nhớ nó bị là này bị hái vô vô chậm lại chậm đón đó. Ok. Ở như mơ nằm một quán ok mình nằm một quán mình á nhưng tôi hỏi hay cho mà mơ lại đi đó và tôi hỏi thì nằm một quán ở với mơ với sinh nạn á I don't know what to eat I'm hungry okay. Khi ông mình đừng thà trâu nhắm ở quầy nước tế và em sống hungry ở khi ông khá liền này và ok khi ông khá liền này would you like some rice? Okay, would you like some rice? Ta nè, tàu cà còn nè trong bàn bài khá hạt thế. Và nè, ok như vậy bây giờ would you like? Như sưu sử lối thì là bây ở sưu nè làm nè nè là cái trong bàn đây mùi ọt đó. Và vì chỉ gặp đó lâu thì bây giờ trong sưu kia là cái trong bàn đây ở những đó lâu thì nhớ nè. Okay. Would you like một niềm mê mùi tính? Và so, would you like some rice? Yes, please. Ba, khi chọn ba, sổ chọn một nữa, ba. Yes, please. Ba. Bây giờ chọn bạn này muốn gì chứ? Ba. Yes, please. I'd like, okay. Maybe I would, vậy nên ba. Maybe I would like. Eh? I would like some rice and some fish. Yummy. Ba. Khi nhóm chọn ba, bài và hãy đăng trầy khắc là và trầy khả này. Và chẳng anh nhé, và chẳng anh giáo mì dặn chẳng anh, ok và. Do you drink milk? Do you drink milk? Ta nhận ở nhà vợ lọc cô đại tế và yes, but not for lunch bạn nhầm tới và còn tới mình mẹ nhầm vợ cô Nobel hạt ngày tròn đầu tế not for lunch và mình mẹ sẽ đọc hạt ngày tròn đầu tế I only drink tea for lunch nhóm phật tay và nó và sản phẩm hàng ngày tròn và chẳng hàng ngày tròn có đọc phật ấy khảo bị tay đâu thì nè cứ từ lọt quá thì thọ đã cứ chẳng tìm lòng và would you like some fruit và thì ta would you like gì đây nè như xưa là mẹ đẻ kê thảo cài mùi ọt cái chọn bạn ấy mùi ọt nó không biết mà xưa xưa mùa đấy và giờ lên ở trăm vừa dụng đấy và và ta nè tàu ca có ta nè chọn bàn play chơi khác là thế và fruit cứ play chơi nhớ ok yes I love apples và khi nhóm mà sẵn sàng nhớ khi nhóm châu chật
apple khlang na ba pae pom khlang na ba yeah can I have some apples please a khom mai som pae pae pom khla khla ma te ba nai can I have a khom ai som ai mu jeung na ba chang la ru phiep mui na ba ok ni ni kai ni mui ni ru phiep mui na tam ya atani mai ni khoi tha ru phiep mui na ok ba ba dương khi bị ghé với rice and fish, okay, and tea and apple, yeah. So what? Yeah, rice and fish, tea, apple, okay. Và chẳng khi có tàu cá mười lần đấy, không nhé? Okay và này khi quán cứ như cuốn tàu bì nhé, yes, quán tàu bì như thế và lắm ơn năm mươi triệu. And so hungry. Nhóm khuyên nè, nè, hăng quỷ khuyên nè. I don't know what to eat. Và khi mình đang thả tàu nhằm ở vậy thế, I don't know what to eat. Ok, khi mình đang thả tàu nhằm ở vậy thế nè. Ok, do you like fruit and vegetables? Ok, ta nè, chọn bán. Ở đây là cái muốn dân vào bây giờ, would you like? Ok, và nói như sư là do you like? Và khi mình chia tàu nát, đổi được cái này nè. So thật cái chọn bạn là bài vui ớt nó nói và do you like, would you like nè và fruit and vegetables là chọn bạn ở phải chớ hay nó gọi bằng lại khá để ở đấy và nè và vegetables mình ấy cứ một gì sao bằng lại mua chùm nùn nè cứ một phần mặn một phần mặn một cái gì đó nè và nè bằng lại sản một cái nè ok bởi tỏ tí nè yes I like them a lot và ba nhóm mà chơi chơi ấy robot thành đục na và lọt cứ na vậy nè bạn làm na nhớ nè lái something a lot cứ chơi chơi na vậy nè bạn mình chơi 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 cái này về a lọt nó mình đi tha na lại nè bạn về lái lái a lọt cứ chơi chơi na bạn love a lot sải na và chớ cái này I don't eat meat để nhóm mình nhầm sạch thế I don't eat chicken and I don't eat pork. Và khi nhóm mình nhằm sạch món nè, chicken. Hồi khi nhóm mình nhằm sạch chuột được thì và chẳng sạch cứ gọn nhằm mình gọn thành rõ. Do you drink coffee? Và tôi nè, ta nè, phát cà phê để thế và nè, drink coffee. No, I don't. Thế khi nhóm mình phát cà phê thì I only drink water for lunch. Và khi nhóm phát tài tức có bị sao thì tức và nó và sắp đọc hạt ngày trọng I drink a lot of water and milk và khi nhóm ở nhằm tức trở ra và khi nhóm nhằm tức hay là tự đọc cố trở ra và lots of with mà a lot of cái này nhớ và would you like some fruit for lunch ở tên này trong bàn và pleasure khá khá thế sắp đọc hạt ngày trọng yes please I'd like some mangoes bà xong dụng một bà yes please bà xong dụng một là nhóm ở trong bán fly spy và fly spy ok và giờ bữa chân khi nhà mấy ok nè đồ phim đó nè đây bằng hai người bị number two nâng nè sẽ đặt lại chơi đó đồ phim đó là để có miền nhằm xài nhịp hỏi luôn ok let's see here lâu dừng cứ thăm với nó. Yeah, mangoes and these are all fruit here. The fruit is in the plate, right? And this is the water, and this is the apple, and the orange, and the bananas, okay? So these are all the fruits. He doesn't eat meat, yeah? Yes, sir. Number two is here, okay? Number two is C, yeah. Number two is C, everyone. Okay. Tỏ lên như mà tỏ tiền đấy bà lệnh bảy nữa okay. I'm so hungry. I am hungry. Khi ông khuyên bà what can I have for lunch today? Và ta khi ông ăn miền bảy nhà đại tế sau đó bà hát ngày trống ngày ní okay và ta khi ông ăn miền bảy nhà tới ở sau đó bà hát ngày trống ngày ní và ở đấy bà dù chớ đấy anh nhà bảy bán và do you like fruit and vegetables? Tên này chủ chữ phải chớ hay nên bật lại để thế và
Do you like? Cứ đôi từ would you like? Cứ khi mà dùng biểu ngữ là nam nét là bây chọn là ta kêu chung chân ấy nữa anh em ạ. Này này nè. Còn ta sân trên đây mỗi tiết bây giờ chọn gì khi em ai khó thì tích đồng nào. Và sân trên đây tu tử. Và sân trên đây đôi lại khi ta đã chung chân ấy cứ giờ bị chậm nổi chất thì tu tử đó. Và ta sân trên would you like? Cứ chậm nổi chất sản phẩm với đại lộn đi. Đây còn phong ta là gì khi em đi đẹp đoạn nè. Cứ bị nhật tin đi, mong đi, thèm đoạn. Và ok, no, not really. Tế cứ mình bật con tế và not really và mình chơi chơi tập lại và chơi đến nó nghe vậy. But I like meat. Cảm thấy khi nhom chơi chơi sạch nhé và meat sạch như vậy. I like chicken a lot. Nhom chơi chơi sạch món khăng na và thế. Like something a lot. Cứ chơi chơi tập mấy khăng na như thế vậy. A lot cứ na hay nè và mình ăn chả cái này và. Do you drink tea? Ta nhận ba nhằm tay thì gọi phật tay đại thế và thủy yes I do và chắc cho mở phật tay và I drink tea every day at home và khi nhóm mở phật tay chỉ đi rót ngay vào nồi phật tay thế và chủ nhật phật tay nè do you like apples ta nhận chủ nhật fly bomb đại thế no but I like oranges mình thế mình chủ nhật fly bomb thế còn tết khi nhóm chủ nhật fly carrot và ok, tạm giả rụp hiệp nâng khơi anh ta mình ạ, mình nâng lệnh bày anh ta rụp hiệp mùi nhà bây giờ thế yeah, như bây giờ khơi anh ta khơi anh hiệp chicken, tea, orange so these are all about number 3, right? Okay. So number 3 is D number 3 is D okay. Look at number 4, everyone. Mà chọn khỏi cái mà mình là muối nó và ok, say dot, I'm hungry. Nhóm clean và nhóm clean nhóm héo. What's for lunch today? Mà tao mình là mấy tao xảy ra mà hạt ngày tao đón thằng ngày ní. What's for lunch? Do you like noodles? Ta nè chủ chật mì để thấy bằng mì hoặc bằng noodles, mì. Yes, I love noodles with vegetables and meat. Chắc nhóm chủ chật mí miền đạ bằng lại hay là sạch và chẳng mí đạp lại có sạch phòng chủ được trong mí nữa nghe bạn và những ngành gì này đó is my favorite và ví dụ chia chấm nồi chật vào trong đó bạn favorite nào vậy để chia chấm nồi chật nó có nghĩa bạn ok do you drink tea ok ta nè ở phật tài để thế nè yes sometimes chắc bà khắc là đấy nè sometimes cứ phật khắc là đấy đấy bạn Bekha phật như thế này chẳng. But I don't drink tea for at lunch. Okay. Còn tại khi nhóm mình phật tài và nấu về là hạt ngày ta đón một tí. I like orange juice for lunch. Khi nhóm ở chỗ chất nhằm người khác là tự và tự trối như người và orange juice thì tự trối và tự trối như như chất hay như chỗ bạn do tự nguyên đúng vậy. Orange juice. Yeah. Là tự rồi sản phẩm hạt hải trống nè và bây giờ hải trống cứ nhâm tự rồi và trong gì chẳng would you like some sweets ta nè trong bàn score crop lại đấy và some sweets for lunch score crop sản phẩm hạt hải trống mẹ thế và no way và mình thế và no way khi nào mình thế ok và cứ mình thế mình thấu ca thế ok gọi cái pin flow thế và ok. Yeah, so number 4, you see here, right? Yeah, so this is the noodle, okay, and this is the orange juice, okay. Và, này, chẳng khởi hết đấy, và thì number 5, sau đây number 4, cứ A này khởi hết, và mình mi, mình tự cầu nhé, và okay, so that's all for here, right? Và sẽ không là dưỡng thôi tới, không thấy, và trâu bằng mạng phong mạng, và bạp nhau bằng, trâu bằng mạng, khóc bằng mạng. Ở đây dân một bàn tỏ tiết và ta lấy dụng chi dìm bạp biệt nhóm mất khỏi bàn mỏ hỏi bà ở đây dân dọc bệnh dọc ấy mất dân xe chô không dụng hồ xe và dân ở bàn chạy cái lão chỉ count hay đang ăn count nhé dân cái thả ta bị nạ khác đây vì chỉ count noun bị nạ khác đây chỉ ăn count noun ok nói bà và
Water, you cannot count water, ចឹងនាមរាប់បានគឺអានខោនទៅណោនាមរាប់បានគឺខោនទៅណោតោះយើងសាកគិតមើលនាមអីខ្លះបាទនៅក្នុងឋានៈពាក្យណាមួយដែរបងប្អូនអូខេអឺយើងសាកគិតមើលឥឡូវមានពាក្យអីខ្លះនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះបាទបងប្អូនអូខេឥឡូវមើលនេះឥឡូវសួរយើងចេះបងប្អូនតោះដល់ប្រាប់ខ្ញុំនេះពាក្យអីយាយមើល And what is this? Okay, bye. Lâu khơi ở đây xin dịp rộng bị xe phía chỗ mới xe khơi ngắt nữa hả nè bạn và là một xe khơi khá dịp vừa hãy nhầm bao chậm lại nè ok so what yeah this is yeah the tea right the tea và tea tay nè bà là tay cái gì đó mà chồng này nè chồng này nè ok the tea yeah so the tea Where is it count or uncount, everyone? Yeah. Ba tai, lớp bây giờ tai là mặt này. Ba sa thì tai này. Count or uncount. Yeah, cứ uncount nhé. Yeah. Cứ uncount nhé. Tai, ok ba. Uncount nhé. À lớp bây giờ tiền rồi. Nì cái apple đấy nhé. Ok, apple đấy. Lớp apple tao cho mình nhé. Vâng. Dương xe hay đấy và count đấy for count ok bây giờ orange nghe orange nè orange phải cà rốt như dưỡng vậy phải cà rốt cho nào đấy và count và phải cà rốt count bạn đấy còn tay bạn tự rồi bây giờ tôi chỉ ấy cái orange juice ok orange juice cứ tự rồi nhá chén chú này và bỏ ra trước khi cho ăn khẩu nè bà tay bà cái nhé bà orange cứ cho khẩu bà cứ đọc bàn nào nếu bà giờ đọc ăn mùi phai pi phai gì thế nè bà đó nó đổ thế nó đổ nè mì mì cho ra đây dạ mì nó đổ ăn khẩu vì là mì mặn và đang chịu bàn sai xả thịt với dương lo bệnh cả đấy nè bà nên mình ăn nhạy bàn thế bà nhẹ nhàng chỉnh nhé, việc xong lang pi xả thịt xong lang pi ăn thịt cho ăn, chấm rau này dùng rau bạn ăn, rau bạn cay nữa bạn, đấy hơi ăn khao nào nhé, ok. Vậy miền trung thì muối ăn thế bạn, miền trung thì muối để ai rau bán, miền chấm đun na chẽ lẽ ai rau bạn mang ở khơi chấm đun nữa, đó là chỉ ăn khao nào bây giờ bạn, ok. Bây giờ pi chopstick nè, chọn cơ nhé, là chopstick nhé, ok chopstick, chopstick. Okay. Chọn cái okay. A pair of chopstick. Ba. Chopsticks. Rọ bàn nè. Ba chopstick tao đi khâu nè. Khâu nè. Okay. Hello, fish. Okay. Fish. Fish ba san jeung sam dau to lơ ka ra sạch trai. Vậy nè. Sạch trai để prang chi hộp nè. Ba. Sạch trai cứ jeung vì chỗ lại là chị ăn khẩu nào nè ok đi bạn còn tay mà sân chị tay mui từng mũi nè bây giờ tay mui từng mũi như khinh trông thì vẫn có tham mui từng mũi làm đó và giờ chỗ chị khẩu nào nè dừng nhẹ nhìn tình đấy bạn bảo rút riêng tay mui từng mũi làm đó ai đọc bán này mui bị ai mua đây đây nhưng chỗ chị khẩu nào nè như đọc bán thế bây giờ giờ bị sạch tay bị thay sạch tay đấy nha dừng dừng nhắm tay chị sạch chị há nè để giờ mình sẽ bảo là thầy đứng bia mua từ mua thế này bà ok
Dưới sự đó lưu sách đây để nhằm gì hả? Hứa dưỡng chỗ ăn khảo ổn thần nào. Và thay vào đây nó không tức mùi, tập bị ăn băng mùi đấy. Nhưng mà đang dùng luôn bật con này. Giờ đang tham mình màn phê thì đang tham mình màn cái bao này. Và đây nó không tập bị ăn, nó thấy vậy. The fish in the pond. Yeah, it is uncount. Cứ rộp bật bàn đây. Okay. Okay, carrot. Carrot là carrot. Ba carrot ba cứ count. Okay, count. Ba chả cứ plural cứ carrots mình ẻ tới nó hơi vậy. Okay. Mấy cái đó là rice. Rice tới uncount. Rice uncount nó nè ba bay và có sâu ấy nè ba uncount nó này. Okay. Nè. Okay, ba. Sweet, okay, here. Sweet, yeah, sweet. Ba score crop, okay. Score crop yung rob ban, okay, ba rob ban. Yeah, sweet, ba score crop kư rob ban, okay. Ba. Chân kư count noun, yeah, count nouns. Tư chi ở hơi, ở đây, ba ở hơi, yeah. Okay, that's all. Okay, banana, okay, banana. Chê, ba chê kư count này, ba chê nhé, ba. Rõ bàn đá và môi bị bây buồn ấy rõ bàn chế nhá. Rồi nè. So that's all. Ở hết nè. Rồi nè. À lắng nói xa xa xe. Đấy nè bà. Dương khơi sẽ tham hiệp môi dùm đồn nè. Rồi nè. Hết. 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 Dương kết xa mày bởi hả lấy. Nào nè. Yeah. It is in the sea or in the ocean right? And on a small island. Hết. Nó không sớm mốt, nó lưu có tôi mùi nế. À lâu bà dương cơ tha dương cổng đô dương tổn lắng. Là ta dương nế. What food would you like to bring dear everyone? Bà dương đã có tôi mùi nó lưu sớm mốt nế. À dương từ chừng này bê bây buồn ngay nế. À thì họ dương dọc hà ấy khá tàu. Nó sẽ lý cho khổng. Ờ, gà đạp dương. Đó, ok. Sẽ á. Chẳng nhóm xua ra. What food should you bring? Ok, chứ dương anh ta I should bring. Ok. I should bring a dịch đặt cho nó thằng khẩu món tại đây mà nhé. Và đi ra a can. Yeah, some canned fish. Và cả tay khó cầm bông nhé. Khác là thì họ chẳng đấy và canned fish. Nên là bây giờ mọi thì họ nè bà. Nên sao đây nhóm tôi lời có nhé. Có tôi mua nhé nhóm thử. Tôi cả tay khó nhé. I need some canned. Canned fish. Canned fish. Okay. Yeah, I need some canned fish. Nhưng trong cái tay khó cầm bóng mũi trong đồ quần này, nè. Và hãy mãi đã FC phía trên đến đây, nè. A small bag of rice, okay? And the cooking pot, okay? And maybe the fishing net, okay, yeah. Ai dọc xâm lãnh cho đấy, ai dọc xâm lãnh bóng thấy, okay? Và dương sẽ mở này bạn dương sẽ bạn cho nó đào anh được thường như thế này bạn situation bây giờ là sẽ tham khảo một cái này nhé. Where is it do you think như cái than đâu ở nào đây bây giờ này đi cái than đâu nào bạn và trong lúc hiện nay cái than đâu là nôm nhé. Yeah, if you go to the mountain, so what would you bring with you? The food, what food, everyone? What food should you bring with you? You can list as many as possible, okay? Và tổng nôm tá khu vô vậy từ nhé cứ từ đó xong rồi chiều sách cứ từ đó một hộp ba là dương thêm vô từ vô ấy từ đó thôi nè lên chùa mà và bây giờ lên chùa thấy ai sẽ chùa không comment đó nhé và ok mới tiếp nè in the room watching TV okay. Maybe you watch alone okay. If you are in this situation what should what food should you bring or should you buy? Tình anh tụt nhắm là lấy nắng và lấy mưa đồ tuôn này anh không tụt cái này tình anh tụt nhắm và lấy ở đây vậy. Okay, and this is what maybe they go somewhere far from home. Nếu hai chị này tàu nào chạy mình té ai tàu vào thì làm ăn nó thằng tàu vào thì cho bây giờ you go go to Thailand tàu tiền Thái giờ lấy và tiền tàu tiền Thái vậy như ta chạy vậy dừng vô ấy cho ta bà chị dừng cái nó như này cái đấy bàn sàn đó bà xì bàn sàn đấy. Write down in your notebooks. Okay. Sẽ chán hay vào miền bé nhưng nhà châu không bắn mất bà. Okay, bà. Này. Yes. After that, so the last point is that you can tell your friends about your food.
Do they like it? Okay. Dương ai bạn bất phải dương phi hà và hà đại dương ban lý châu là cái này sao phi hà lơ từng bố này và dương ai đây sao phi mùi phi ấy đại dương bạn đó và sao dương tàu nôm mà nó còn dương coi mơ tôi tu này anh không tốt là dương ti mà hôm ấy là bay nhầm đâu lại đứng á và dương ai gì tham bài tử mà về bất phải dương okay bây giờ I want to talk about my trip to an island in the sea, like in here. Okay? I can tell you that I am going to an island, a small island in the sea. Yeah, and I think I should bring some kind of food, like cod, fish, okay, and some rice, okay, and maybe dried fish as well, and maybe some meat like such as the pork, chicken, and all those are salted or dried already. Okay, so that I can keep them for some or several days. Okay, and related to some items or equipment that I should bring with me is the fishing net or the fishing rod. Yeah, so that I can fish in the sea and I can enjoy my day. Maybe I can enjoy it alone or with my friends, I don't care. But I am sure that I have something to eat. Yeah, I have all kinds of food and equipment to live on that island for a few days or a whole week. Yeah. Yeah, so that is all what you can tell your friends. Okay? But okay, nhưng dù chỉ dùng một phần một cái dương chẳng hạn như vậy nè, dùng phần nào làm nào là bao dương người ta dương tao na nó không dùng nào tham kiếp chẳng buồn nữa nè, tao co nó không sớm mót nè, tao nôm nè, nó không bắt tôm tu tu hiện cô na để tiêm mà hộp ấy có tiêm ấy tụng nhâm nè, bao nhiêu tàu chai bị tre nữa nè, mình phải lấy suitcase nè, tao dương tiêm hộp hai nè, ai tàu kéo tới đây đi hòn nè, bạn. Okay, chứ khi dùng bạc bằng cách dưỡng là bạc thì mình đồng bọn bạc nhé. Hay bạc đó nhé, về bạc phải ta của kê chô chất hà là dưỡng trong tiêm chô chất năng ọt bạc. Mình thấy dưỡng chô chất hà là dưỡng chô chất năng ọt nhé. Okay, so khi mình chưa thôi bạn ọt này nhé, là dưỡng chọc mê điện tầm đi. Okay, bạc, mình đây chó, xôm không bằng thay. Okay, see you next video. And don't forget to subscribe my channel. Để subscribe phong nhiều bạc, share phong bạc, cực hà chô chất nhé. Okay, see you later.